Thưa quý vị và các bạn, qua 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 40 CTTU, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Hà Quảng đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội. Nguồn vốn cho vay ưu đãi của chính phủ đã và đang phát huy hiệu quả, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có thêm nhiều cơ hội tạo ra việc làm mới, ngành nghề mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần cho bộ mặt nông thôn thực sự khởi sắc. Theo chân các anh chị làm công tác tín dụng, chúng tôi đã có mặt tại gia đình anh Vương Văn Ta, xóm Kéo Sĩ, xã Tổng Cọt, là gia đình tiêu biểu, mạnh dạn vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện 100 triệu đồng, theo kênh cho vay hộ nghèo và cho vay vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo Nghị định 28 của Chính phủ để nuôi ngựa bạch sinh sản. Đến nay đã cho thu nhập trên 300 triệu đồng một năm. Và gia đình anh vẫn duy trì từ 8 đến 10 con ngựa bạch trong chuồng. Cũng tại xã Tổng Cọt, gia đình anh Khẩm Văn Quốc, xóm Cọt Nưa đã mạnh dạn vay vốn 20 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo và cho vay giải quyết việc làm để đầu tư chăn nuôi trâu bò vỗ béo và chăn nuôi ngựa bạch sinh sản. Đến nay, gia đình anh đã phát triển được trên 10 con trâu, bò và ngựa bạch. Mỗi năm trừ chi phí đã cho thu nhập ổn định trên 300 triệu đồng một năm. Toàn xã Tổng Cọt có 436 hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 43 tỷ đồng theo kênh của phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho gia đình. Em là một hộ ở trong xóm, là ngày trước là cũng rất khó khăn. Từ năm 2014 thì em đi vay bên Ngân hàng Chính sách 100 triệu về là chăn nuôi ngựa sinh sản. Còn đến bây giờ là cũng tạm tạm được tầm gần chục con sinh sản ra đấy, xong là về đến bây giờ cũng nói chung là kinh tế điều kiện gia đình ổn định lắm. Mong rằng là bên Ngân hàng Chính sách nói riêng mà nói chung tất cả là bên ngân hàng, bên nhà nước hỗ trợ thêm để mở rộng sản xuất thêm nữa. Cũng nhờ vốn của ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội, anh Hoàng Văn Bé có địa chỉ tại xóm Hòa Mục, xã Trường Hà đã mạnh dạn vay vốn thông qua chương trình cho vay giải quyết việc làm 100 triệu đồng, đầu tư 2 lò ấp trứng, công suất 10.000 quả trên mẻ, một máy nở công suất 3.000 quả trên mẻ. Đến nay, bình quân thu nhập trên 200 triệu đồng một năm và gia đình anh đã làm được căn nhà khang trang, ổn định cuộc sống lâu dài. Từ năm ngoái thì gia đình tôi được bên Ngân hàng Chính sách cho vay vốn với số tiền là 100 triệu đồng để hỗ trợ cái giải quyết cái công việc làm ấy. Thì từ năm ngoái về thì gia đình tôi thì cũng nâng công suất lên, và đến năm nay thì tôi đã có khoảng gần 1.500 đến 1.800 con vịt đẻ. Đấy, thì đã tạo điều kiện cho gia đình chúng tôi có việc làm, tăng thêm thu nhập, có vốn để gia đình mở rộng thêm, đầu tư thêm. Tuy nhiên thì với số vốn 100 triệu thì gia đình tôi cũng chưa mở rộng được như mong muốn. Tôi còn muốn kiến nghị bên Ngân hàng Chính sách thì cho gia đình vay thêm khoảng 500 đến 1 tỷ đồng để mở rộng thêm. Những nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi trên địa bàn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay trả ngân hàng. Từ đó đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, giúp hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Chị Đàm Thị Thảo, xóm Bản Hoàng, xã Trường Hà là một gia đình tiêu biểu về sử dụng hiệu quả đồng vốn trên địa bàn. Với số tiền vay 100 triệu đồng qua kênh sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, chị đã mạnh dạn đầu tư nuôi cá tầm và làm 2 nhà lưới với diện tích trên 1.000 m2. Sau 3 năm sản xuất, đến nay chị đã có 10 bể cá, số lượng từ 4.000 đến 5.000 con cá.
1.000 mét vuông trồng dưa lưới, mỗi năm 3 vụ, sản lượng cá đạt từ 5 đến 7 tấn, giá cả từ 250 đến 300 nghìn đồng 1 kg, thu nhập dưa lưới 150 triệu đồng trên một năm. Gia đình tôi thì bắt đầu nuôi cá tầm từ năm 2017 và đến năm 2021 thì là có làm thêm mô hình phao mắc bó. Thì trong quá trình sản xuất kinh doanh thì có thiếu vốn sản xuất và có vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội chương trình giải quyết việc làm 100 triệu đồng để hỗ trợ phát triển sản xuất. Và cho đến thời điểm hiện tại thì là gia đình cũng thu được một số vốn rất là đáng kể. Như là năm 2023 ấy, thì là sau khi mà trừ chi phí sản xuất thì là cái doanh thu mà gia đình thu được sau chi phí thì cũng khoảng 400 triệu đồng. Thì trong thời gian tới thì gia đình cũng mong là bên Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ có những nguồn vốn như vậy để những hộ sản xuất kinh doanh như gia đình tôi được vay vốn để hỗ trợ phát triển sản xuất. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động tín dụng chính sách xã hội đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo tại địa phương, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, xã đã chỉ đạo ban giảm nghèo phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, tích cực xử lý nợ đến hạn, nợ quá hạn, tạo nguồn vốn cho vay, quay vòng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội để phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững và vươn lên làm giàu. Đặc biệt là đối với các hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số trên các xã, lục khu của huyện. Việc có được đồng vốn để đầu tư và xoay vòng là một điều hết sức quan trọng để thay đổi cuộc sống. Đối với các cấp hội đang quản lý công tác tín dụng trên địa bàn như hội nông dân, phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, cấp ủy chính quyền địa phương đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các tổ chức chính trị xã hội đã thực hiện tốt các nội dung nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Chất lượng ủy thác ngày càng được nâng cao, đưa đồng vốn tín dụng ưu đãi đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách kịp thời, đúng đối tượng, phát huy hiệu quả. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tổng Cọt thì cũng quản lý ủy thác vay vốn ngân hàng chính sách thì quản lý hơn 3 tỷ, trong đó là có 3 tổ vay vốn. Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cũng thường xuyên tuyên truyền chính sách của Đảng và chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để bà con hiểu và nắm rõ. Trong quá trình vay vốn thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thì có vay 3 chương trình. Một là chương trình hộ nghèo, hai là chương trình hộ cận nghèo, ba là chương trình hộ thoát nghèo. Trong quá trình vay vốn ấy, hội viên phụ nữ cũng như là bà con nhân dân sử dụng vốn thì đúng mục đích và nhiều hộ gia đình đã có đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Một số hộ gia đình cũng đã sử dụng vốn vào chăn nuôi sản xuất, ví dụ như là chăn nuôi ngựa, trâu sinh sản, bò sinh sản. Thì nhiều gia đình đã nhờ vốn của Ngân hàng Chính sách đã thoát nghèo và giảm nghèo bền vững. Và bản thân tôi cũng như là bà con nhân dân của xã Tổng Cọt thì cũng mong muốn là bên Ngân hàng Chính sách Xã hội sẽ có nhiều chương trình và nhiều vốn ưu đãi về lãi suất, cũng như là tăng cái vốn cho hộ vay vốn từ 100 triệu lên nhiều hơn nữa. Sau 10 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 40 CTTU đã có tác động tích cực đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đến ngày 31 tháng 7 năm 2024, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 657 tỷ đồng, tăng 435 tỷ đồng so với năm 2024. Với 8.255 hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ, bình quân một hộ dư nợ đạt 79,5 triệu đồng, tăng 55,8 triệu đồng so với năm 2014. Thông qua vốn tín dụng chính sách đã giúp cho 35.115 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, góp phần tạo việc làm cho trên 2.122 lao động, hỗ trợ xây dựng 3.473 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn,
hỗ trợ 25 người lao động được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ 107 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để trang trải chi phí học tập cho các em học sinh, sinh viên, hỗ trợ xây dựng 47 nhà cho hộ gia đình có thu nhập thấp, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP cho 387 hộ gia đình. Ngân hàng Chính sách Xã hội là đầu mối tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương được ban hành các quyết định, chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện về chỉ thị 40, được chỉ đạo được cấp ủy chính quyền địa phương cấp cơ sở triển khai đồng bộ. Ngân hàng Chính sách Xã hội phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức chính trị xã hội huyện để tuyên truyền các chủ trương chính sách của Ngân hàng Chính sách Xã hội đến cơ sở, đồng thời phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông để tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến để triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội, cũng như là các mô hình làm ăn kinh tế giỏi để được nhân rộng mô hình, phối hợp với các cơ quan ban ngành, cấp ủy chính quyền địa phương cấp xã, tổ chức chính trị xã hội ủy thác cấp xã để triển khai, cũng như là định hướng, cũng như là hướng dẫn cách thức làm ăn làm sao mà sử dụng vốn vay có hiệu quả. Để thực hiện tốt hơn về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trên địa bàn huyện. Hiện nay, trên địa bàn huyện đang triển khai thực hiện trên 16 chương trình tín dụng chính sách. Tổng doanh số cho vay từ đầu năm 2015 đến ngày 31 tháng 7 năm 2024 đạt 1.269 tỷ đồng, với 39.780 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, doanh số thu nợ đạt 834 tỷ đồng, bằng 65,7% doanh số cho vay. Qua đó, giúp cho gần 6.000 hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo. Thực hiện chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương đã góp phần trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đạt được những kết quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để Hà Quảng hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20 đề ra, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo tại địa phương. Huyện tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp nâng cao thu nhập bình quân của nhân dân, thực hiện tốt cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn vay, chương trình hỗ trợ tại địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy khả năng, trí tuệ của mình để sáng tạo những mô hình, cách làm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn, trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tiếp tục tham mưu huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện và thúc đẩy phát triển kinh tế là nhiệm vụ hết sức quan trọng của huyện. Do đó, phải xác định tín dụng chính sách xã hội là giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách cơ bản và bền vững. Từ đó tiếp tục nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội để thực sự là công cụ thực hiện có hiệu quả tín dụng chính sách của nhà nước về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững tại địa phương, giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách sử dụng vốn hiệu quả, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.